chịu xảy ra cái drama này. Có rất nhiều chuyện C02 của thành phố Hồ Chí Minh trả lời chưa thỏa đáng, trả lời cái kiểu khinh bỉ người dân, coi thường người dân, chỉ xem người dân là một trò hề, muốn nói gì thì nói, và không có một lời giải thích từ cái vụ sao kê từ thiện, từ cái vụ thằng Lan Mâm Võ Yên, bây giờ xảy ra cái vụ này nữa, thì hỏi lòng dân làm sao mà yên tâm được. Các bạn hãy truyền tải những thông tin này, các bạn phải đứng lên nói, các bạn phải đứng lên đấu tranh, chứ không phải để chuyện này cho nó kéo dài được, đúng không các bạn? Không thể nào để cho chuyện này cho nó kéo dài được. Thì sau khi qua cái buổi live stream thì chiều nay đăng cái thông tin, thật sự cái thông tin đăng về Di Quang tôi không cần coi luôn. Tôi nhìn theo tôi cũng biết là cái thông tin đăng dùng để so dịu bà Hằng, nhưng thật sự bà Hằng đã có quyết định rồi. Cái vụ này là bí mật, và bí mật của quốc gia chứ không phải là chuyện bình thường mà những cái bộ công an mà dám đưa lên. Tôi thật, nếu bà Hằng phải làm càng làm tới, người dân càng ủng hộ cho biết bộ mặt của công an thành phố Hồ Chí Minh như thế nào, và cái bộ mặt của báo chí thành phố Hồ Chí Minh như thế nào. Tôi rõ ràng các ông chắc chắn là cấu kết đứng sau lưng để hãm hại bà Hằng là cái điều không thể nào không có được, đúng không? Làm sao không có được? Nếu tôi nói thật sự, các trong một cái vấn đề nhạy cảm á, công an thừa hiểu chuyện này, trong thời gian nó xảy một năm rồi, bà Hằng với Đức Hiển, Hằng Ni là có mối hiềm khích không nhỏ. Tại sao cái quyết định của bà Hằng mà bà Hằng chưa biết mà Đức Hiển, Hằng Ni đã biết? Thậm chí Đức Hiển biết đất xốp, giống như là đạp cước mà giống như lụm được vàng, đăng lên luôn, giống nhằm như sĩ nhục hạ bệ người ta. Rồi sau đó là nói công an Bình Dương. Tôi thật sự tôi không muốn được nhiều, tôi sẽ nói vào trọng tâm về vấn đề này. Đó, cái vấn đề này là một vấn đề rất là nhức nhối. Tôi thật, lực pháp của thành phố Hồ Chí Minh đang xem thường người dân, đang coi thường người dân, đang sỉ nhổ người dân, đang bịt mắt người dân, đang nhét cái lỗ tai người dân lại không cho người dân nói, giống như là muốn bóp mũi, đúng không? Thì nếu các bạn, nếu mà chúng ta trong vấn đề này á, chúng ta không thấy, chúng ta không nghe thì không sao, mà chúng ta thấy nghe rồi, ai mà đứng yên để nhìn cái lỗi báo bẩn, cái những cái thành phần công an biến chất này nữa. Đó, thì câu hỏi này tôi xin áp dụng cho riêng cho đồng chí Trạng Lào. Tại vì cái quyết định này là đồng chí Trạng Lào ký, thì